Xin chào anh em yêu cờ. Sau trận thua muối mặt năm 1950 trước thiên tài Đồng Văn Uyên, Dương Quan Lân mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Ông vẫn biết đối thủ mạnh nhưng không ngờ mình thua nhanh như vậy. Bình tâm suy nghĩ, ông phát hiện rằng sở dĩ mình thua kém đối phương bởi vì họ Đồng thường tung ra những độc chiêu mới lạ trong khai cuộc. Những đường đánh của Đồng vô cùng sáng tạo, bay bổng nhưng cực kỳ dũng mãnh, khác hẳn các cao nhân đương thời. Vì thế, Dương quyết định lên núi Tung Sơn để luyện công. Tại đây, Dương Quan Lân vô tình lượm được bí kíp võ công thất truyền của Thần Điêu Đại Hiệp có tên là Tọa Tâm Đại Pháp. Kỳ thư này gồm có hai quyển, đó là quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng chuyên dạy những chiêu thức sáng tạo và biến hóa trong khai cuộc, quyển hạ thì chuyên sâu về trung tàn cuộc. Gặp được quyển thượng, Dương chẳng khác gì người nghèo bắt được vàng. Ông hăng say luyện tập, sau một năm đã luyện thành công. Dương vô cùng mãn ý. Chuyện là trong năm 1951, Tổng Tư lệnh Kỳ Đàn, Lão Kỳ Vương tại Hiệp Tốn đã tổ chức một giải cờ danh giá tranh bá Kỳ Đàn giữa Hoa Đông và Hoa Nam. Trong đó, đại diện cho Hoa Nam là Ma Kỳ Dương Quan Lân và Hoa Nam Thần Long Trần Tùng Thuận. Còn đại diện cho làng cờ Hoa Đông vốn là sư phụ của Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa, Hà Thuần An Tiên Sinh và cao thủ Chu Kiếm Thu. Sở dĩ Đồng không được tham gia cũng vì phẩm hạnh quá thấp kém của ông. Nguyên nhân sâu xa cũng vì Đồng đã dùng những tà chiêu để thắng trong trận đại chiến với Thất Tỉnh Kỳ Vương Chu Đức Dụ. Sau trận đấu đó, mọi người đều biết Đồng tài nhưng không ưa cái tính của ông. Trong giải đấu danh giá giữa hai làng cờ Hoa Đông và Hoa Nam, Dương Quan Lân đã ghi dấu ấn cực lớn với làng cờ Thương Hải, giúp đội Hoa Nam giành đại thắng. Sau giải đấu trên, tiếng tăm của Dương Quan Lân ngày càng vang dội, làng cờ Thương Hải vô cùng nể phục. Tuy nhiên, có một người không cho là như vậy, đó chính là quái kiệt Đồng Văn Uyên. Để thỏa lòng người hâm mộ, các nhà hảo tâm đã tổ chức một cuộc chiến giữa Đồng Văn Uyên và Dương Quan Lân. Đây mới chính là cuộc so tài giữa hai làng cờ với thể thức phân tiên hai ván. Mời các bạn cùng bước vào trận đấu đầu tiên. Sau màn bốc thăm gay cấn, Đồng Văn Uyên được cầm tiên thủ. Ông kích đều, thế thì chú mệt với anh đây. Không nói nhiều, Đồng sử dụng pháo đầu tấn công nơi trung lộ. Vì phần xương, sau khi tu luyện một năm khai cuộc, công lực cực cao, không ngại gì đóng thuận pháo để phản đòn. Lối đánh thuận pháo luôn đôi công, tính đối kháng cực cao, khó biết ai sẽ chiến bại. Dương chọn lối chơi này thể hiện hùng tâm và bá khí. Đồng phát triển chính mã, Dương cũng mã 8 tấn 7. Đồng sử dụng lối hoành xê, vì thế Dương ra trực xê, một trận cờ quá kinh điển. Bấy giờ Đồng chiếm luôn lộ 6, Dương lập tức tuần AC. Ưu tiên của Dương là giữ vững biên thủy trước, sau này tùy cơ sẽ ra đòn phản công. Bá khí của Đồng là rất lớn, lập tức điều đại xê phi khớp xuống tuyến dưới. Mới ra trận, hai cao thủ đã đánh bao táp. Bên ngoài mọi người xem vô cùng thích thú. Ngày nay các cao nhân sẽ có xu thế nhảy mã đường trong. Về biến thể này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn trong một trận cờ khác. Dương Quan Lân sử dụng thủ pháp lao mã lên đường biên. Đồng đi nước cờ chờ đợi, thúc binh lên, kìm tỏa mã luôn. Bấy giờ Dương lên sĩ ra cố thế trận, sau này tùy cơ tướng có thể ra lộ 6 và né đòn. Lúc này Đồng lao mã lên đường biên, Dương thấy rằng đây là cơ hội thúc tốt lên mời đấu binh, giải tỏa cho bên cánh của mình. Nhưng Đồng lại quá ma mãnh. Trước tiên bình xê đổi pháo, sau khi pháo của Dương chạy, Đồng lập tức lao mã lên, mục tiêu là tạo ra bộ ba di kỳ sên đứng thẳng hàng. Điều này khiến xe đen nơi lộ 1 không dám nhúc nhích. Dương không biết làm sao, ông đành ăn tốt qua sông. Bấy giờ Đồng ăn xe lên tốt, vẫn tiếp tục khóa chặt xe mã của bên đen, không chịu thua kém đối phương. Dương lao pháo qua sông để phản đòn. Đây là kế Dương đông kích tây. Mục tiêu của ông là dùng pháo diền mã ép đối thủ ăn pháo qua, để ông có cơ xuất xe mời đấu, đơn giản hóa áp lực. Đòn phi pháo này tuy mạnh nhưng Đồng vẫn có diệu thủ ứng phó. Ông sử dụng lăng ba di bộ thoái pháo một nước, khiến đoàn lao pháo qua sông đã chính thức bị hững rồi. Về trận địa của mình, Dương thấy rằng bên đỏ dùng 4 quân đánh về một cánh, sắp tới đây rất có thể họ điều pháo 5 bình 9 để bắt mã đường biên. Dương dùng dịch cân kinh
điều phó sang lô 6 để cân đối lại hình cờ của mình. Ông tính rằng nếu Động cố tình bình pháo ban mã, Dương lập tức thoái pháo đuổi xe, xe chạy về thì Dương lại tấn pháo đuổi xe, tăng cường thêm quân bảo vệ chiến mã. Mưu đồ của Dương là vậy. Mặt khác, âm mưu sâu xa của Dương còn phục đoàn pháo lộn lên đầu, vì khi đỏ lên tượng, Dương có cơ hội đấu pháo của Động. Nước đỡ của Dương khá là tinh tế, nhưng Đổng Văn Uyên mang trong mình hàng long thập bát chiêu, tính toán như thần, lập tức điều pháo qua lộ 7, nước cờ khiến Dương sững sờ. Ý đồ của Đổng là hộ công cho mã, chuẩn bị lao mã ăn tốt và tìm cách khoét vào tượng đường đáy, đoàn đánh sâu thăm thẳm. Lúc này đây, nếu Dương vội vã phản công, ăn pháo lên tốt là không hợp lý, vì bên đen chưa đủ lực, đỏ bình tĩnh, lao mã ăn tốt. Nếu mã ăn lên thì sẽ ăn xuống, mã ăn về thì pháo đỏ ăn tượng đáy là sát chiêu. Mặt khác, pháo bên đen đâu thể chiếu lồng được, mã sẽ bem trung pháo ngay. Lúc đó pháo ở trung lộ trở nên lạc lõng, bởi vì đen thoái pháo về ngũ thì mã sẽ tiêu diệt. Xe ăn mã chiếu thì tượng đen lên ngũ và đuổi lại pháo, bởi vì đen ăn xong pháo thì đỏ có chiêu ăn mã và bắt xe, vì xe ăn lên là pháo nổ xuống là sát cục luôn. Thực sự mà nói, những đường công của Đổng đều thuộc hàng ma quái, xuất quỷ nhập thần. Kỳ ma Dương Quan Lân đã tính toán ra những tà chiêu của Đổng, vậy nên ông bình tĩnh thoái pháo đuổi xe. Sau khi xe đỏ thoái lui, Dương lại nâng pháo lên bảo vệ tốt. Có thể thấy Dương chủ động phòng thủ từ xa. Về phần Đổng tiếp tục tạo thành pháo hai nòng, tập trung toàn lực khoét vào tượng đáy. Nước cờ thể hiện nội công thâm hậu, kình phong tỏa ra vun vút. Dương thấy nguy quá, ông bình xe mời đấu, chỉ chờ có thế Đổng an xe ngay. Bấy giờ Dương thoái mã về đáy. Vấn đề đặt ra, nếu bên Đổng vội vàng tấn công đi theo quán tính, sẽ là đoàn lao xe xuống bắt mã, hòng bắt thêm lộ tượng đáy. Nhưng đen sẽ bình thản điều xe sang thủ cho chiến mã, đồng thời đuổi mã của bên đỏ. Như vậy bên đỏ sẽ hết đòn phép. Các cao nhân khi đánh cờ với nhau, ngoài đỏ chiêu thức còn đỏ sự điềm tĩnh. Khi thời chưa đến, vạn sự không thông, thời đến rồi, vạn sự như ý. Để chuẩn bị cho cái thời của mình, Đổng lập tức tiêu diệt tốt. Mục tiêu giảm chướng ngại vật để hai pháo dễ soi tuyến đáy. Tất nhiên, Dương phải ăn pháo qua. Bấy giờ, Đổng lộn pháo lên ngay. Dương Quan Lân đã hiểu rõ sự nguy hiểm nơi tuyến đáy. Ông tháo pháo đầu để chuẩn bị phòng thủ rồi. Sự quái kiệt của Đổng chính là lúc này. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng Đổng nên điều xe đuổi mã để khai thác nơi tuyến đáy, nhưng Đổng tính sâu hơn chúng ta nhiều lần, bởi vì mã sẽ lao lên đuổi pháo. Nếu pháo chạy qua lộ 6 thì tượng lao lên ngay, còn như pháo lao xuống đáy để chuẩn bị pháo 6 bình 9 thì đen lại có đoàn điều xe sang đuổi xe mất rồi. Quân xe lúc đó sẽ là tử long cứu chúa. Để cho xe đen kịp điều sang phòng thủ, bên đỏ hết vẹo tấn công. Như vậy chẳng phải là công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò đi sao? Đổng xuất thân từ giang hồ tà phái, đâu dễ để điều đó xảy ra, đúng không cả nhà? Nhanh như cắt, Đổng thi triển hóa công đại pháp điều xe đuổi mã. Dương thầm nhủ, đùa bác sợ em à, mà sao đổi chiến lược nhanh thế? Tính toán một hồi, Dương mới sởn tóc gáy. Ông thầm nhủ, nếu mình chạy xe vào đấu thì bị đoàn pháo lộn qua ăn tốt. Họ dùng pháo lộ 7 soi tượng đường đáy, vì tượng ta chưa liên kịp, nguy quá thôi. Khi đó ta buộc phải lên tượng ngũ, họ ăn xe đấu, ta ăn tượng lên, họ lao tốt và đuổi tượng thì tượng ta về, rồi họ lao ma lên để bắt tốt đầu, ta phóng ma lên thủ. Tất nhiên họ tràn ma qua sông, chuẩn bị lao qua lộ 4, cần thiết đưa tốt ba qua sông. Các quân bên đỏ chiếm lĩnh bàn cờ, bên đen thủ toàn tập cho tới thua mà thôi. Dương hiểu rằng đường nào cũng mệt, chi bằng lao lên mà đánh. Ông thúc tốt đuổi xe. Ai ngờ Đổng có màn quay xe quá ngoạn mục. Bấy giờ điều xe đuổi mã, quân mã lao lên đường biên. Tiếp theo Đổng chạy pháo qua lộ 6, vậy là quân pháo dưới giờ mới có cơ tấn công vào tượng đáy. Để chống đỡ, Dương lên tượng ngũ, những tưởng là ngon, ai dè Đổng có đoàn lao pháo xuống sát tuyến đáy. Quân pháo áp sát trận địch,
khiến Dương hồn bay phách lạc, đầu óc rối bời. Lúc này đây, nếu Dương lao tốt qua sông để phế, đỏ sẽ điều pháo ra bên trước, bên đen mang xe qua đấu, bên đỏ ăn xe ngay, mã đen ăn lên, bên đỏ cắm pháo chiếu, ép tượng phải về, kế đó pháo nổ tượng là sát chiêu ngay. Dương Quan Lân hiểu rằng giờ mang xe qua đỡ đã là quá muộn màng. Vậy nên, ông dồn hết công lực, lao mã lên bản hà, tìm đường phản công. Về phần mình, Đổng Lão Quái tuân thủ theo chiến lược, đưa pháo ra đường biên. Dương thấy sự chẳng lành, ra tướng vị 6, Đổng Cam Chiếu, tướng 6, Đành Tấn 1. Lúc này, Đổng tung ra cao chiêu, thúc tốt 10 đấu quân để có cơ chuyển làn xe sang cánh phải. Vậy thì, tại sao Dương không lên tượng để phòng thủ? Vì tốt đỏ ăn qua, tượng có thể ăn lên mà. Đỏ sẽ có đoàn đưa mã lên bản hà. Mục tiêu thứ nhất, đuổi mã của bên đen. Mục tiêu sâu xa hơn, sẽ điều pháo qua đuổi xe của đen. Khi mà xe chạy qua biên, mã lao tới chiếu và tóm cổ em xe, rất là sâu sắc. Theo các bạn, lúc đó bên đen phải đỡ ra sao? Nếu tượng có thoái về, bên đỏ mang xe qua và dọa sát, khi đó xe đen vào đấu thì đấu xe luôn, tượng đen ăn lên, bên đỏ lụ mã đen. Còn như đen lên tượng thì đỏ lại có đoàn điều pháo qua đuổi xe, quân xe mà chạy ra hóc thì mã lao xuống chiếu và tóm cổ xe. Nếu trong hình này bên đen cố tình mang pháo qua bắt lại xe đỏ thì đỏ lập tức ăn xe ngay, bên đen bắt lại xe, đỏ đơn giản là bắt hơn quân mã. Nói chung, trong hình cờ này có cố tình lên tượng cũng khó giữ được thế trận. Thực tế, Dương ăn tốt qua sông, sau khi Đổng ăn xe qua thì Dương bình xe mời đấu. Đổng thầm cười, đấu xe thì hòa hà, còn lâu nhé, anh biếu chú quân mã ấy, có tài thì ăn thắng cố ngựa đi nào. Dương thầm nhủ, thắng cố thì em rất khoái, cơ mà ăn xong để dính sát cục ư. Lúc này Dương đã nghĩ tới đoàn chạy pháo ra để tướng có thể lên tầng 3 và tập trung soi vào mã đỏ, đồng thời tấn công tuyến đáy. Tuy nhiên, Dương nhận thấy rằng Đổng vẫn có đoàn bình pháo qua chiếu. Si bên đen có cố lên để phòng thủ, lập tức đỏ tấn xe chiếu, ép pháo thoái lui, rồi dùng pháo ăn qua tượng và dọa bắt xe. Bên đen thất thế nặng nề, chắc chắn mất quân và xe bại. Còn như lúc này, bên đen lao mã xuống, đỏ lại bình xe chiếu. Nếu pháo đen đưa vào phòng thủ, đỏ lập tức thoái pháo chiếu. Nếu xi lên thì đen sẽ mất pháo. Còn như mã đen thoái về thủ, đỏ cũng vật pháo xuống vì xi không ăn lên được. Đồng thời, trong hình cờ này, bên đen đỡ bằng phương án lên xi, đỏ lại có đòn bình pháo ăn tượng đuổi ba quân của đen. Bên đỏ cứ từ từ tấn công, đen thất bại. Do vậy, trong ván đấu thực chiến, Dương Quan Lân sử dụng thủ pháp thoái mã về đường đáy để tướng có cơ hội thoát thân. Đổng tấn xe chiếu, sau khi tướng đen xuống, Đổng an si tâm ngay. Tất nhiên, Dương bắt chiến mã và dọa bắt tượng đáy. Đổng bình tĩnh chạy xe qua, bắt lại mã rất hợp lý. Tuy nhiên, Dương Quan Lân cũng không hề đơn giản. Ông chạy xe qua đuổi pháo, Đổng chạy pháo qua tập trung xoay mã. Dương ăn về tốt, tương lai diệt nốt tốt đầu. Dương rất muốn tiêu diệt hết tốt để có cơ đấu hòa. Đổng bình tĩnh dùng pháo diệt mã, gọi đường chiếu. Dương thoái tượng về vì đã có xe rồi. Bây giờ Đổng bụp xi ngay, Đổng đang phục tà chiêu. Nếu Dương tham lam dùng xe ăn tượng, Đổng thoái pháo chiếu, quân tượng không có cơ chạy, ép tướng đen phải lên. Bấy giờ đỏ thoái pháo chiếu là đen sát cục ngay. Nước cờ bẫy của Đổng rất thâm nho, nhưng Dương cũng là tay cao thủ. Ông lường trước đoàn đó, chạy pháo ra, vừa là tướng có cơ hội thoát thân, lại ngăn đoàn pháo hồi của bên đỏ. Đổng được mệnh danh là cao thủ có lối tấn công khét nhất trong lịch sử làng cờ, nhưng ông chơi cờ khá toàn diện. Lúc này tạm hạ nhịp trận đấu, lên tượng làm giày trung lộ. Dương lao mã diệt nốt tốt đầu, có lẽ tương lai Dương tìm cách thì luồng nốt tốt đường biên. Đổng nhanh chóng nổ tượng chiếu, sau khi tượng đen lên ngũ, Đổng thoái pháo về, chuẩn bị chuyển làn pháo để đánh đoàn song tiền. Dương gấp rút điều mã về, hòng tìm cách cố thủ sân nhà. Đúng như dự liệu,
đồng điều pháo sang lô 7, hai pháo kết hợp với xe tấn công quá khét, khiến Dương muôn phần lo lắng. Dương nghĩ ra thủ pháp, tướng 6 tấn 1, đồng Bình Tĩnh thoái pháo về chiếu. Nước cờ rất kinh nghiệm, vì đen xuống tướng thì pháo tấn chiếu là sát luôn, ép Dương phải đưa tướng lên lầu 3. Lúc này, đồng thoái pháo để kim cô thế trận. Nước cờ điểm huyệt khá hay, khiến Dương khó có cơ hội thoát thân. Thấy rằng cố phòng thủ cũng không được, Dương liều mình phóng mã qua sông, ý định quăng mã qua lộ 9, phục đoàn, chiếu mã ngọa tàu và gây áp lực cho đồng. Đoàn này do ai thì được, chứ dọa đệ nhất kiếm khách như đồng Văn Uyên thì quả là hơi khó. Bởi vì đồng có đoàn điều C bắt pháo ngay. Nếu như mã đen cố tình nhảy qua vị 9 thì đỏ lập tức ăn pháo, đen lao mã chiếu thì tướng đỏ lên, xe đen tấn chiếu thì đỏ lại có đoàn thoái xe chiếu ngay. Vậy là đen sẽ chính thức mất xe và thua. Dương thừa hiểu những đòn đánh của đồng, ông chấp nhận chạy pháo ra trước. Tuy nhiên đồng quá ghê gớm, tiếp tục thoái xe bắt pháo bằng được. Pháo mà chạy là đỏ có đoàn chiếu rút, làm cho Dương lại phải điều xe giữ pháo. Lúc này đồng hoàn toàn có thể dùng xe ăn tượng, đánh như vậy cũng được. Tuy nhiên lối đánh của đồng vô cùng cao cầu, ông lại lao pháo xuống để phục sẵn. Sau này ông sẽ dùng đoàn dùng xe ăn tượng chiếu, vì tướng có xuống thì có thể lao pháo xuống chiếu để kiếm thêm nước chiếu và sớm hình thành đoàn song tiên. Thế của Dương Quan Lân chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, thủ không nổi, công cũng chẳng xong, lực bất tòng tâm. Tuy nhiên mang trong mình niềm tin, sự kiêu hãnh của làng cờ Hoa Nam, dù có thua ông cũng phải thua đẹp. Ông mở ra cuộc phản công cuối cùng, lao mã qua đường biên, chuẩn bị lao mã chiếu ngoại tào. Bấy giờ đồng ăn tượng chiếu, sau khi tướng đen xuống, đồng tiếp tục tấn pháo chiếu, tướng tiếp tục xuống, đồng chạy xe qua lộ 3, vừa là phòng thủ sân nhà lại phục đoàn tấn xe tạo sát. Vậy là chiều lao mã qua đường biên đã chính thức bị hóa giải. Lúc này Dương thoái pháo về phòng thủ sân nhà, đồng đánh nhịp nhàng như đẩy xe hàng, thoái tượng đuổi mã, mục tiêu an toàn thế trận để xe lộ 3 yên tâm ra đòn. Dương nhất quyết không lui mã về, ông điều xe bắt pháo, đồng chấp nhận đấu mã. Sau khi Dương bắt lại pháo áo, đồng điều xe vào lỗ 4 chiếu, tướng đen vào ngũ. Kế đó đồng thoái pháo về, chuẩn bị đóng đầu và chiếu tướng. Bên đen mất hết sĩ tượng, đúng như câu cờ mất sĩ chẳng khác nào các nọng mất váy. Mặt khác tốt đầu của bên đen lại làm ngòi cho pháo đỏ. Đây đúng là đồng vừa gặp thời lại gặp thế rồi. Dương chạy xe vào để giữ mặt, để tướng có cơ hội thoát thân. Đồng điều xe chiếu tướng. Sau khi tướng xuất ra, đồng lên sĩ chuẩn bị bình pháo chiếu tướng. Dương điều pháo tuần hà với mong muốn chờ sai lầm từ đối thủ để có thể đóng pháo vào đầu chiếu. Đồng nhẹ nhàng điều pháo vào chiếu, xe đen chạy đi, đồng diên nút tốt đầu chiếm trung lộ. Dương Quan Lân được hưởng bữa ăn ân xá cuối cùng, đó là em tượng đường đáy vô cùng béo ngậy. Đồng nhẹ nhàng về sĩ chuẩn bị điều xe sát cục, nhưng Dương quá gan lì cóc tía, thoái pháo về đỡ. Nước này đúng với câu còn nước còn tát, tát đến khi cạn nước biển đông. Đồng bình xe chiếu tướng, Dương đưa pháo vào đỡ, đồng bụng nốt em pháo. Dương chưa chịu đầu hàng, ông đúng là vua lì đoàn. Bên đen thoái xe đổi pháo, đồng cười khẩy mời bác sơi tôm. Ông bình xe vào ngũ chuẩn bị chiếu tướng. Dương thấy rằng kiểu gì cũng mất xe hoặc là mất tướng nên mới chịu hàng. Ván cờ này đúng với câu sạch không kinh ngạc, tan tác chi muông, quá hai hùng, nhớ xem hồi sau nhé.